Mọi người, hôm nay là ngày 29 tháng 6, 2023. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Mỹ Quý, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay là nhà vườn có 2 tấn na để xuất bắt nha mọi người, anh đứng xuất bắt. Đây, hôm nay mình sẽ vô mình quay mã trái cho mọi người xem nha. Cái vườn này là đang xài hết thùng hài Atlas và hài bơm của hài bên hài đỉnh. Trái là to và đầy luôn. Đây, cái này là cỡ khoảng 800-900 gram. Ngay vậy? Quá đẹp luôn. Hôm nay anh Đỉnh ông đi tư vấn khách hàng rồi nên là không có đi. Quá đẹp. Cái nào cũng to tròn và bóng đẹp hết. Thank you.